Chương 1 Nữ thần học đêm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Gần 12 giờ đêm, học đêm Phú Hào vẫn luôn náo nhiệt như mọi ngày. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cũng với những âm thanh cười đùa ồn ả, đây chính là một trong những hộp đêm nổi tiếng bậc nhất đất Hồng Kông xa hoa. Ngay lúc tất cả đang hòa trong âm nhạc, tiếng nhạc bỗng dưng vụt tắt, mọi người cũng nín thở chờ đợi. Từ cầu thang dẫn lên tầng hai vang lên tiếng giày cao gót cộc cộc, Ánh mắt bọn đàn ông đều nhìn đến nơi tiếng động phát ra. Sau đó, tất cả đều kích động hét lên. Black Rose. Black Rose. Black Rose. Black Rose là hoa khôi của hộp đêm, một ả à gái nhảy, một con đào kép thành thục. 17 tuổi nhưng cơ thể đã sớm dậy thì thành công, khiến lũ đàn ông chết mê chết mệt. Khuôn mặt của cô ta luôn được che giấu sau một chiếc mặt nạ màu bạc. Tuy nhất N. Chỉ cần dựa vào những đường nét lộ ra bên ngoài thì không khó để thấy được, đó là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Giống với các cô đào khác ở đây, Black Rouser bồi rượu khách hàng rất nhiệt tình nếu được yêu cầu. Có chăng, điểm khác biệt giữa Black Rouser với các đào chính là cô ta chỉ xuất hiện ở đây đúng vào tối thứ sáu mỗi tuần. Cho nên ngày thứ sáu cũng là ngày mà hộp đêm đông khách nhất. Thậm chí có người chỉ đến hộp đêm duy nhất thứ sáu vì họ đơn giản chỉ muốn nhắm cô đào xinh đẹp này. Trước những tiếng hú hét của đám đông, Black Rose kiêu kỳ bước lên sàn nhảy. Are you ready? Cô phóng ánh mắt gợi tình xuống dưới sân khấu. Yes. Đám người phía bên dưới hét lớn. Good. Black Rose thu lại ánh mắt của mình, cười rất tươi. Và bây giờ? Music. Nhận được tín hiệu của cô, đi chay lại bắt đầu mở nhạc. Black Rose dựa vào cây cột trên sàn, chuyên tâm nhảy múa, chẳng hề để ý đến những ánh mắt thèm thuồng của đám đàn ông bên dưới. Cô bày ra dáng vẻ sexy nhất, quyến rũ nhất, chết người nhất, khiến cho mọi thứ càng lúc càng trở nên huyên náo hơn bao giờ hết. Gần 30 phút trôi qua, khi bài nhảy đến khúc cao trào nhất, một đống tiền được đám nam nhân ném lên vũ đài. Black Rouser nở nụ cười mị hoặc, rút bông hoa hồng đen vẫn luôn cài trên tóc ra, ném xuống đám người bên dưới. Bài nhảy lúc này cũng vừa vặn kết thúc. Mặc kệ bông hoa kia là do ai bắt được, Black Rouser không hề quan tâm mà bước xuống vũ đài, trở về phòng nghỉ của mình. Cởi bỏ bộ quần áo hở hang ướt nhẹp mồ hôi rồi tùy tiện ném nó dưới đất, Black Rouser mặc vào một chiếc váy đen bó sát tôn lên những đường cong quyến rũ trên cơ thể. Cụm từ không có sexy nhất, chỉ có sexy hơn mà dùng trên người cô quả đúng là chuẩn không lệch một phân. Black Rouser dựa vào bạn, Lấy điện thoại trong túi sách mở ra xem. Sáu cuộc gọi nhở. Hừ, xem ra ông ta cũng vẫn nhớ mình còn một đứa con gái nữa cơ đấy. Black Rouser cười mỉa, soạn một tin nhắn ngắn gọn gửi vào số gọi nhở kia rồi lại đặt điện thoại sang một bên. Cô kéo ghế, chậm rãi ngồi xuống đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra. Một người phụ nữ tầm 25-26 tuổi bước vào. Trên người cô ta diện chiếc váy hai dây màu đỏ khoe trọn vòng một khúc hồn. Cô ta chính là Lữ Anh Hồng, bà chủ của hộp đêm, người mà các đào gọi là má mì. Black Rose nhìn thoáng qua Lữ Anh Hồng, rồi lại hướng mắt qua chỗ khác. Cô lạnh nhạt hỏi. Chị Hồng, có đem theo thuốc lá không? Lữ Anh Hồng không đáp. Cô ta chậm rãi lấy ra một bao thuốc từ trong túi sách đưa cho Black Rose. Black Rose cầm luôn bật lửa đặt trên bàn, ngậm đầu điếu thuốc vào trong miệng xong châm lửa nhả ra một làn khói thuốc trắng đục, cô thuận tay gãy gãy tàn thuốc xuống đất, lại nhìn Lữ Anh Hồng. Chị Hồng, lúc nãy em thấy sếp Lý đứng trước cửa chờ chị, còn mua cả hoa hồng nữa, không định đi cùng anh ấy à? Lữ Anh Hồng cũng hút thuốc. Cô ta dụi tàn thuốc vào bên trong gạt tàn, khẽ đáp. Hôm nay có khách quen, không thể đi được. Chị cũng đã nói với sếp Lý rồi. Với cả, chị cùng anh ta chẳng qua chỉ là bạn giường tình một đêm thôi, sẽ không thể phát triển xa hơn. Ali, em đừng suy diễn quá nhiều. Hôm nay phá lệ bỏ mặt nạ đi. Chốc nữa qua viết một đi, một người quen của chị muốn gặp em đấy. Dứt lời, Lữ Anh Hồng liền đứng dậy, xoay người bước ra khỏi phòng. Cạch. Cửa phòng lần nữa đóng lại. Black Rose dụi nốt mẫu thuốc vào gạt tàn. Lúc này cô mới chậm rãi ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát chính mình trong gương tấm gương trong suốt phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của Black Rose. Nhưng phải mất một lúc, cô mới nhận ra bản thân. Cô gái son phấn đầy mặt, ăn mặc hở hang, hút thuốc uống rượu, dạo chơi ở những nơi vốn không phù hợp với cái tuổi 17 này là cô. Rõ ràng so sánh với người thiếu nữ thanh thuần trong điện thoại của cô thì chẳng khác nào hai cực đối lập. Từ khi nào cô lại trở nên như vậy? Trở thành một đứa con gái hư hỏng mà đến ngay cả chính mình cũng khó chấp nhận nổi. Miu. Truyện viết theo lối trung văn, tay nghề tác giả còn non kém cần học hỏi thêm. Tình tiết truyện có thể không hợp gu vài người. Nếu cảm thấy không hài lòng thì bạn hãy click bắt hoặc hoan nghênh góp ý để tác giả cải thiện thêm chứ đừng nói lời cay đắng nha. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.